có đau gì không? À, không đau thì đây nhẹ ha. À, sức khỏe có ảnh hưởng không? Thì ưu điểm của công nghệ lưu ra sao là nó có ảnh hưởng đến sức khỏe và nó không hề đau như là mình tưởng tượng ha. Là chị là người trực tiếp trải nghiệm rồi ha. Là chị đã nói với bác sĩ là chị cũng cả năm rồi đúng không? Bây giờ mới dám đúng không? Rồi rất là sợ nhưng mà trải nghiệm được cái công đoạn này thì bây giờ hết sức bình thường. Tới giờ là cũng không đau gì hết nha, lấy mỡ cũng không đau gì hết. Tại vì con bác sĩ đi tê lết nên nó không đau nha. Cái tê nhẹ thôi là chết tê mỡ đây. Đây mỡ để nhìn thấy. Đó, cái lượng mỡ ha. Cái dịch vụ là hút mỡ như ngày xưa nữa và thay vào đó là sẽ sử dụng tất cả công nghệ mới tiên tiến nhất để cho khách hàng để trải nghiệm. Và để cho khách hàng trải nghiệm với cái công nghệ mới như này thì sẽ thay thế được cái công nghệ cũ rất là nhiều nha mọi người. Là vẫn còn mỡ thì chúng ta sẽ cùng qua bình tiếp theo nha cả nhà ha. Không đau chút nào ha. Đó, nhiều mà sợ cả năm trời ha. Đó. Thì mọi người vẫn không tin là cái công nghệ này cũng đau nhiều ha. Thì bây giờ chị là người trải nghiệm một cái đầu cũng rất là công nghệ đau. Không bị là phản ứng sức khỏe. Không có một ai muốn biết được cả. Mà thực sự như là làm xong là đó. Là chị thấy mở được đưa ra khỏi cơ thể mình. Đó, đó một cái da này các bạn nhé. Cái da được săn chắc rồi luôn. Đó, sau đó mình mang da hỗ trợ nó thôi. Thành cái da nó to và được cái gì của mình. Mà mình thấy nhẹ con người cũng đau nhẹ. Bạn người áo cũng sẽ đẹp hơn nhé. Đó, với công nghệ Vivo Theo Sai thì cả nhà có thể thấy là chúng ta sẽ thấy được ngay cái sự thay đổi sau khi trải nghiệm dịch vụ này ha.